Hi, xin chào tất cả anh em. Thì trong video này mình cũng không có gì để làm anh em ơi. Thì bây giờ mình chỉ lôi 100k vàng của mình ra để mình tầm bảo cho nó vui vậy thôi, cho nó đã con mắt anh em ơi, chứ không có làm gì hết. Bây giờ cái gì mình thiếu thì mình thiếu anh em, nhưng mà vàng không có thiếu đâu. Đó, cho nên là hôm nay mình sẽ tầm bảo nha. Thì vừa tầm bảo, nói chung là có tầm bảo gì mình sẽ tầm bảo cái đó nha. Mình cũng đang thiếu một vài cái món đỏ ở đây nè. Đấy, thì ở đây nó thông báo là chỉ cần 20 vẹt thôi là nó đã ra là cái đỏ rồi anh em ơi. Đấy, mình còn 18 lần nữa là ra rồi nha. Đó, bây giờ mình chưa đủ anh em, nói chung là chưa đủ là cái độ hên xui chưa tới nha. Đấy, quất thêm cái nữa đi, tại nãy mình mua tới 50 đặng mà. Ấy sao vậy ta, không mang hả? Ồ, vũ khí tăng thêm đỏ, ngon chưa anh em? Im ha, cứ hai phát, cứ mỗi một ca mấy vàng là mình lên được cái đỏ, cũng hên xui thôi anh em ơi, hên xui thôi. Nói chung là vũ khí thì đem có một ca mấy thì mình thay vô chỗ vũ khí luôn đi anh em ơi. Thấy vũ khí tăng thêm nè, đúng không? Thì dạ, yếu được chiến hơn em, không sao mình tách cái mình lên lại anh em ơi, để coi có ba. Nó còn yếu hơn cái này nữa, nó còn yếu hơn là phòng ngự nữa nè. Không sao, dù sao cũng là công mà. Công vũ khí của mình nó còn yếu thì anh em thấy nó yếu vậy đó. Đấy, ngon chưa? Có nghĩa là công vũ khí, mà vũ khí mình lên mà mạnh ha, tại vì cái vũ khí mình cùi mà, đúng không? Đây, vũ khí của mình mạnh thì nó sẽ tăng thêm nhiều lực chiến nha. Đó, vũ khí bậc 4 nè, cùi bà cố luôn. Rồi, tiếp tục anh em ơi. Đấy, cứ 16 cái vé tầm bảo là được ha. Đấy, tiếp tục cái thứ hai vậy nè, cứ hai phát là được cái đỏ à. Gì đây? Ô, hình như được cái giữa anh em ơi. Được cái này cái gì đây ta? À, phòng mệnh thêm 10%. Nó kệ đó, quan trọng là cái này nè. Giết quái, trời ơi, cái này có rồi anh em ơi. Ra tàu lao hết biết. Rồi còn nữa không nghe nè. À, để coi cái này gì đây. Dẻo dai, bền bỉ. Cái nữa coi. Rồi trời ơi, chính xác rồi anh em ơi. Biến này nó ra hoài vậy ta. Mười bốn cái nữa anh em ơi. Ra được ra hoài, thằng quỷ xíu. Đấy, anh em thấy tỷ lệ cam nó cũng ra nhiều nữa. Gì đây? Ừ, mới anh em, cái này mới nha, mình chưa thấy đó. Cơ sở công kích tăng thêm 24%. Đó, cái nào công kích là mình cứ ấy đi anh em ơi. Đó, mình vô cái coi cơ sở công kích là chắc là công kích cơ bản quá. Mấy cái này để nữa thì lên tầng đỏ thì lên tầng là ghép nha anh em. Đây cơ sở công kích đây, cái này mới ngon nè. Đó, phơi chưa anh em? Quá im. Rồi tách luôn anh em ơi. Tại vì không có thì phải tách nó luôn, lỡ rồi. Đâu rồi ta? Đánh cái ép này lên nó cản quá anh em. Ủa, nó mất tiêu rồi, như nó tím rồi, nhớ rồi, tím anh em ơi. Tím thì tách luôn mày ơi, cho dễ thấy anh em ơi. Không gì hết. Đấy, rồi. Cái này tăng nhiều lực chiến lắm nha anh em. Ủa, nó đang nằm đâu vậy? Để coi bao nhiêu nha. 1k8. Kệ anh em, năng mát nó luôn nha anh em. 70-80% level 32 luôn rồi anh em ơi. Quá dữ rồi, mình ưu tiên cho nó dữ lắm mà. Đấy, mình ưu tiên công dữ lắm nha anh em. Lúc này mình ưu tiên công dữ lắm. Ngon lành chưa? Thiếu cái né ta, không có né. Có cái né đỏ nó ngon ha nè. Không sao, từ từ anh em ơi, cứ để mình dựa ca từ từ đi. Đó, 2k1 rồi. Cứ dựa từ từ là nó sẽ có được né đỏ thôi. Dựa tầng thì mình được ghép rồi nè. Nói chung là được ghép là ngon rồi. Như tầng 56, 57 vậy đó là được ghép rồi. Rồi, tới tầm bảo trang bị có gì không anh em. Còn cũng được 100k vàng anh em ơi. Nói chung là tầm bảo mới có mấy ca thì nó có hồi nãy nhiêu ta, 1k mấy, 2k gì đó hả, ra đỏ đúng không?
đấy để tầm bảo trang bị. Cứ 300 phát này, nói chung là ý sao kỳ vậy ta, 15k đắt ghê anh em ơi, dữ thiệt chứ. Ấy cái là hết 15k rồi nha, để coi mình ra mấy cái đan rồi thôi gì không anh, cái gì cánh hay đồ nè, mình cũng đang cần trang bị bậc 7 mà không biết sao cái game này nó không thấy tầm bảo, nó không thấy ra trang bị anh em ơi, kỳ quá. Ấy không có anh em ơi, mà tầm bảo mấy cái này thì nó lên được chiến nè, nói chung là được đan nhiều lắm, lên được chiến không gì hết á. Cái ép nhân 2 không quan trọng đâu nghe em, tại vì có cái code tới 300 ép đặng, 300 viên ép nhân 3 đặng, cho nên anh em xài không có hết đâu, anh em xài tới xỉu thì thôi à. Đó, còn hai lần nữa anh em ơi, vô xong cái tính. Trời ơi, đi một mình ít ép lắm anh em ơi, phải đi chung bật ti nha, đi chung bật ti ép mới nhiều. Đấy, khó tầm bảo tiếp anh em, chơi cho nó hết luôn đi anh em ơi. Không có đồ ta ơi, hay là nó chưa ra tầm bảo trang bị ta, chắc là mình nghĩ nó còn tầm bảo trang bị đó anh em ơi. Tạm thời như là tầm bảo này tầm bảo cơ bản hay gì, không thấy nó ra tầm bảo trang bị, chắc level 300 quá, không có tầm bảo rồi anh em ơi. Để coi à, ủa mình 300 viên là mình phải được một cái trang bị và cái nhẫn gì bị đúng chứ ta, có gì đó sai, không lẽ là chưa đủ 300 sao? Ủa nãy mình mua 300 viên mà đúng không, 300 viên thì nó thừa rồi, nó lên tới đây là nó đã ra rồi mà. Ủa cái nhẫn cái gì đâu ta, ủa có cái gì bị lỗi kỹ thuật không ta, tao tự chỉnh lý thôi. Ủa thằng à, cái thằng binh anh em ơi, thằng binh ủa sao lại tím ta, sao lại thằng binh tím ta, không phải cam mà mình cứ tưởng nó là nó cam chứ anh em ơi, giờ nó là tím anh em, sao kỳ vậy. Nó mình chỉnh lại cái anh em bán cho nó gọn gàng lại cái anh em. Nói chung là nó sẽ có nhẫn với phù nha, nhẫn với phù. Bây giờ có cái thằng binh mà nó màu tím cũng khó tìm quá. Đây. Đấy. Đó, kích hoạt. Gia tăng tổn thương 4,2%. Đó, giờ ra được cái bộ của thằng binh rồi đó nha anh em, có được thằng binh rồi nha. Binh pháp bảo. Để coi bên đây là cái gì đây. À trong đây nè anh em ơi, đó. À gia tăng tổn thương cũng được 4% đây. 29k anh em, sướng chưa? Cái này ở đâu ta, ủa làm sao mà cái này nó có cam ta, có cam có đỏ ta, hay là có tăng lên được gì không ta, có ăn boss hả, hoàng giải tầm bảo chích cha. Lệ anh em ơi, để coi có ra thằng binh gì mới ngon không anh em, sao kỳ vậy ta, lúc nãy nó ra cam à, mình coi kỹ lại đây anh em, chỗ này tím anh em ơi. Ủa làm sao nó gà cam ta, nó để là không lẽ là level lên level cao ở đây nó sẽ có một cái tầm bảo nữa nè, chắc mình nghĩ sẽ lên level cao nha. Ở đây còn cái tầm 200 viên nữa nè, 200 viên nó không nhiều, đúng là anh em có vàng rồi làm không có ngại cái gì trơn, em không sợ gì trơn. Nói chung là lấy mấy cái viên đan này ghép anh em, viên cường đá khảm nè, đẩy
Cái gì vậy? Hình như là nó ra cái đồ ngon rồi đó nha anh em. Để coi cái gì, Thái Bạch Kim Hoàng không phải. Đây đây, ồ nó ra rồi nè anh em ơi. Nó ra bội rồi. Tiếp nè. Đây còn nó mà sao chớp chớp lên là ngon nha anh em, nó chớp chớp là ngon mà 50 lần mình nghĩ không ra đâu. Hết rồi anh em, chớp cái nữa coi con. Chớp 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 rồi coi. Mới có 150 lần không ra đâu anh em ơi. Ở đây vẫn y nguyên hả, vẫn là 178 hả ta? Sao con số nó lại trùng hợp ngẫu nhiên thì ghê vậy trời. 10k tiếp tục anh em ơi. Không không có gì sáng rồi anh em, nói chung là không có gì sáng rồi. Tiếp cái nữa là 207 rồi đúng không? Sáng chưa, sáng chưa? Đó 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 đó, trời ơi nhẵn anh em ơi, kỳ vĩ ta. Còn hai đúng không? Ở đây mình còn 83 mua nhiều nữa ta. À không ấy, 50 mua 210 nữa anh em ơi. 310 chứ. Trúng kinh khủng luôn anh em ơi. Đấy. Gì không con? Ra cái coi con. Ra cái thằng khí cam nữa coi. Nhẫn thù là ra điều đó anh em, nó ra điều đó nha. Giờ tới cam cái nữa coi. Cái thằng khí cam coi. Còn nếu không phải là chắc là phải lên level 300 đó anh em ơi. 300 đâu con. Đó 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 đó. Trời ơi nhẵn anh em ơi. Nhẵn rồi. Ồ nói chung là cũng may anh em có 120 mấy phát là đã ra rồi. 120 mấy, 200 mấy ta? 200 mấy. Chứ coi 306 trừ cho 120 mấy. Ừ đúng rồi, 200 mấy à, tầm 206. Vào thì vào cho xong luôn anh em ơi. Trời. Mẹ đánh muốn rớt hai hồng bi ra ngoài luôn, ta lên được có một cấp hả trời. Quái trưởng thiệt chứ. Rồi bây giờ mình sẽ ghép mấy cái đá nè, ghép mấy cái đá lại. Đó, nói chung là đá ta nhiều lắm anh em ơi, tầm bảo nãy giờ chắc nhiều đá lắm anh em ơi. Cái này bé nè, hãy ghép đi. Trắng ma đạo cụ đâu, bảo thạch đâu ta? 47 viên ha, 43. Một viên 5. Một. Được một viên 5 cũng được đi anh em ơi. À ba viên 5 luôn, viên 6 không? Ồ hai viên 6 luôn anh em ơi. Tức. Thế được viên 7 nữa là ngon nha anh em. Bây giờ mình sẽ gỡ một cái viên 6 ra để mình ghép viên 7 luôn nha. Gỡ viên 6 ra là ghép viên 7 luôn anh em ơi. Không biết nó nằm chỗ nào đấy á. Nè viên 7 nè anh em thấy không? Có một 1% bảo kích nè. Đây đây đây. Gỡ. Đấy ghép luôn anh em. Im chưa? Anh em thấy im chưa? Cho anh em xem này. Đó anh em thấy không? Tỷ lệ bạo kích 1%, 15k một viên đó anh em ơi. Giỡn đâu. Bật 5 hả ta? Bật 4 hả ta? 4 luôn. Hết rồi anh em ơi.
mình ưu tiên mình úp công hết luôn nha nè. Đấy, mình cứ úp công mấy cái nào công 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 đó thì mình úp cho nó công, còn cái nào mà nó chưa được công thì từ từ đập lại nha nè. 3 phút nữa tăng mất có 100 lực chiến hay ta ơi. 100k kiếm linh, kiếm linh, linh sủng. Cái linh sủng này đi hoạt động anh em ơi. Cái này kỹ năng này thì nó không tăng bằng kỹ năng bên ngoài đâu anh em ơi, nhưng mà nó sẽ tăng cái chỉ số này thôi chứ thực chất nó không tăng gì. Đấy, nó không tăng gì nhiều. Cái trong cái này thì nó chỉ tăng những cái chỉ số nhất định thôi, chứ nó không có tăng về, nó ta không có tăng gì chỉ số phần trăm cao như bên ngoài nè. Tự động mua sủng ép 10 viên. Cái này thì không nói rồi. Sao mình không có được cái trang bị nào hết trên vậy ta? Chắc là level 300 á anh em ơi. Hết rồi anh em ơi. Đẳng cấp mang thưởng. À 270. Cánh 2 anh em ơi. Ồ level 300. Chết cha rồi, mình lên level trễ rồi anh em. Level 300 là còn 3 phần à. Cái này chuẩn bị mình lên bộ nha nè. Nói chung là chuẩn bị lên bộ. Game này thì cũng dễ lên bộ lắm anh em ơi. Bộ thì anh em dùng vàng anh em mua chút xíu thôi không gì hết. Có cái bộ chỗ cam thì nó khó, với bộ tím thì lên nó dễ cực kỳ luôn. Đây nó bán này nè anh em ơi. Cái nào quên rồi ta. Minh quăng tầm bảo, trang bị tầm bảo. Ừ, nó bán chỗ nào mình quên rồi anh em ơi. Để coi trưởng thành. Nó có cái hộp anh hùng thạch gói nè, 200 nè. Đấy. Mở ra được đá bộ 5 viên hay gì à, chứ không nhiều. Để mình mở ra xem anh em. Đấy, có 5 viên thôi anh em ơi. 5 viên thì bằng mỗi một viên bằng 40 kim nguyên bảo. Hơi đắt. Đây là chợ có ai bán gì không anh em? Thôi sao bán trang bị một sao không vậy? Lấy tiêu mạo sưng. Ơ nó bán bao nhiêu vậy? Ủa sao mình không đủ vậy ta? Không lẽ nó bán giá trên trời? Để coi lại coi. À mua mua. Ơ à. Có cái gì đó sai sai ta ơi. Hay là mua chưa ta? Hay là bị người ta mua rồi? 8 món còn nguyên mà. Đây nè, mặt 7 còn mà. Nó đâu có mật khẩu khéo gì đâu anh em. Sao mà mua không được ha? Mình cũng không biết làm sao nữa. Thôi kệ nó đi anh em. Rồi, nói chung là tầm bảo hết 50k rồi anh em ơi. Hơn 50k rồi đó. Lên được có tí lực chiến không trời ơi. Chắc kiểu này chết quá. Để coi khảm. Ừ, hồi nãy khảm đá cũng hết luôn rồi. Cái trang bị 6 anh em lên trang bị 270 được cái trang bị 6.
chỉnh lại coi anh em có mua có phải bị lỗi không. Em đâu phải lỗi đâu, mua được hết mà. Đấy, được cái cánh này anh em ơi. Nè anh em thấy không, 500 viên anh em, tha hồ mà dùng. Ha ha ha, trời ơi là trời, tại sao lại là cái cánh 2 mà không phải là cái cánh 3. Ồ, sinh mệnh trang được 7 ca mấy à. Cánh 3 này ăn boss mới ra anh em, ngày qua quên ăn boss anh em ơi, cái nhiệm vụ mà chưa làm luôn á. Đấy, ngày qua cái nhiệm vụ này mà quên ăn boss luôn anh em ơi. Boss tí tí không ăn là mắc lượt mấy chướng. Đấy, 245 240, đấy phải ăn 3 con này rồi ăn lên 3 con này anh em, là nhiệm vụ anh em. Rồi, nói chung là video mình đến đây thôi anh em ơi, tầm bảo đến đây, còn chừa tí vàng anh em, để coi còn tí vàng khi nào có cái gì nữa thì tiếp tục nha anh em. Đấy, tạm thời tới đây đi anh em ơi. Hay là anh em muốn mình chơi hết luôn. Thôi chơi hết thì chơi luôn nha anh em, mình sẽ tầm bảo cái ấy thì nó cũng không ra gì hết anh em ơi. À, mình chưa nhận anh em ơi. À, chưa nhận. Ô, anh em tình đấy nè, hai cái nhẫn luôn. Trời ơi, hai cái nhẫn một cái bội mà sao nó không có cái kia ta. Thôi lỡ rồi anh em, lỡ rồi. Để coi may mắn coi nó ra được cái này nữa hay không nha. Đây còn đó, mình sẽ chơi nhanh luôn nha anh em. Đấy. Còn nhiêu nữa ta? Tầm khoảng 210 mấy cái nữa đúng không? 220. Lấy 220 đi. 220. Phẹt mày luôn. Coi ra coi nó có ra cam không nha anh em. Đâu dấu hỏi đâu con, dấu hỏi đâu con. Đấy này sắp tới rồi đó anh em ơi. Cái này phải để full rồi, cái này full rồi, xui rồi. Đấy, chuẩn bị đó. Đù, xui thật vậy ta. 314 rồi nè. 314 thì mở từ từ. Ủa sao nhắn không được ta? Mười bốn. Đấy, cái cuối cùng. Trời ơi là trời á. Trời ơi là trời, nó tức. Tức trời ơi, hai cái nhẫn quên. Đây coi bỏ kho được không ta. Ơ, không bỏ kho được anh em ơi. Nhẫn không cho bỏ kho rồi, chịu thôi. Để bỏ kho được, bỏ kho luôn. À, cái này là kiến cao hơn. Mình lấy tỷ lệ bạo nghe nè, mình ưu tiên tỷ lệ bạo. Bạo thương, bạo tổn thương tăng 16%. Cái này gì đây? Cũng tỷ lệ bạo luôn nha nè, gia tăng tổn thương. Cái này thấp hơn này. Tỷ lệ bạo kích. Cái này kia hội tâm như kích. À, mặc dù anh em thấy nó nhỏ hơn nhưng mà hội tâm như kích được cộng 8% chứ không phải là cộng theo chỉ số nha nè, rất là ngon nha. Ở đây là gì đây? Boss. À, chắc là mở cộng thêm số lần. Đấy, ngon lành anh em ơi. 240-245 ha. Để giờ mình vô mình ăn 4 con này coi. 240. Ui. 245. 250. Rồi,
Thì nói chung là video của mình đến là đây là kết thúc nha anh em, để mình đi làm mấy cái hoạt động hàng ngày anh em ơi, mình cũng chưa làm xong nữa. Rồi bye bye anh em nha. Nói chung là tầm bão đã xong rồi, tầm sau tầm bão xong thì anh em thì thấy thai là lực kiến giảm luôn. Rồi bye bye, hẹn gặp lại anh em trong video sau nha.